Rồi bây giờ tiếp theo, bây giờ hướng dẫn các bạn là mình sẽ dựng cái phần cái máy ha. Thì để dựng máy thì bạn nhảy lên trên cái phần mặt bằng rút nó rút nha. Rồi ở đây này nó sẽ có một cái vấn đề cho bạn thấy là không thấy được cái phần tường để mình vẽ cái máy, đồng ý không? Hay trống trơn không có gì hết. Thì bây giờ bạn sẽ tiếp xúc một cái lệnh này rất là lợi hại, nó gọi là view range, tức là dùng nó can thiệp vô cái buồng nhìn á, cao trình của đồ nhìn, mình cho phép là mình thấy được cái gì ha. Mình nhấn chữ VR view range. Rồi bây giờ mình nói sơ qua lệnh view range nha. Bạn nhấn cho mình cái chữ sâu nè, mình nhìn bên tay trái nó sẽ phân biệt như thế này. Cái đầu tiên là cái số 1 là cái top, là cái đỉnh của vùng nhìn ha. Và cái top này ngay cái đỉnh vùng nhìn đó nó cao lên 2.3 offset 2.3. Tiếp theo cái button là cái chân của vùng nhìn. Hiện tại mình đang đứng ở tầng roof đúng không? Vậy cái chân của nó ở phần tầng mái rồi roof. Và cái offset nó bằng 0, ngay đúng cái tầng mái luôn nha. Yeah. Button. Thì trong đây cái chữ button nó nằm ở số 3, số 3 chỗ này nè. Đây, số 3 vùng nhìn thấy không? Số 1 là top nè ha. Và cái số 2 này được gọi là curve length. Tức là mặt bằng cắt. Thì bây giờ mặt bằng cắt này để cho offset 1.2 tức là gì? Là từ cái đáy button á đo lên 1.2 cắt cả. Và lúc bây giờ nó chỉ thấy những cái nào mà nằm ở 1.2 thôi. Những cái nào mà nằm trên 1.2 không thấy. Rồi các bạn để cái đó cho mình nha. Trên 1.2 không thấy ha. Rồi. Ví dụ trường hợp như là đối cái hình này nè. Thì nếu như mình cắt 1.2 đi ha, số 2 nè. Thì bạn chỉ thấy được những vùng phía dưới như cái tường, cái ghế, cái bàn, nhưng không thấy được cái cửa sổ phía trên. À, ý nghĩa đó ha, nhớ mình cái đó. Tiếp theo là cái view depth, tức là gì, cái độ sâu xuống, độ sâu từ vị trí button, từ vị trí rút đi xuống dưới ha. Và offset là bao nhiêu tùy mình chỉnh ha. Ngoài ra cái depth này á, thì các bạn xuống thì bạn đang ở tầng 2, bạn ở tầng mái đúng không, bạn muốn nhìn xuống tầng 2, bạn xuống nhìn xuống tầng 1, hoặc là unlimited là không giới hạn, là tùy mình, ok chưa? Rồi bây giờ cái này nè, mình đang đứng ở tầng rút là vị trí 0. Bây giờ muốn nhìn xuống dưới đây để thấy được bức tường tầng 2 nằm dưới đây, hiểu mình nói không? Để mình dễ máy mà. Thì bây giờ mình sẽ đép xuống khoảng bao nhiêu? Mình cho nó xuống khoảng tầm 500 đi. Không 500. 500 thử rồi. Apply thử. Nó báo là không được nữa ha. Nhấn âm 500 rồi. Apply. Ok. Lúc giờ mà hiện ra cái tường. Hiểu mình nói không? Đó. Như vậy từ cái tầng máy bạn cắt xuống một nhìn phía dưới 0.500 thì bạn mới thấy được cái tường tầng 2 đó nha. Rồi như vậy các bạn lưu ý cho mình là trong cái mỗi vùng nhìn view đều có một view, một cái view range riêng nha. Thì trong đó thì bạn chọn cái vùng nhìn group đi ha. Thì trong rotate nó sẽ có, bạn kéo xuống khiến mình cái từ view range trong style nè, view range và nhấn edit nó ha, là ra. Ngoài ra các bạn hãy nhấn chuột trái vô và nhấn chữ VR ngay một view đó là xong. Ok. Rồi bây giờ bước tiếp theo, bây giờ mình sẽ vẽ cái máy. Thì các bạn chọn cho mình các chi tiết và chọn cho mình cái rút. Thì cái máy ở đây có hai loại là máy, thì cái phần máy này mình sẽ bôi xong cho nó rõ hơn về máy. Thì trong đây có một cái rút file phút riêng ấy, mình chọn nó rồi được vô. Rồi chọn bit line cũng tương tự như vậy ha, mình chọn máy nè, mình chọn phía đường line phía ngoài tường đi ha. Đó. Thì đối với cái máy bạn lưu ý cho mình là nó sẽ có một cái độ dốc hình tam giác, độ dốc để cho 30 độ đó ha. Thì tạm thời như vậy đi, rồi mình nhấn finish một cái lên cái máy thế này ha. Đó. Chọn chữ view là thể hiện ra hết tại view cái máy thế này, nó bắt đầu view được ha. Tiếp nha bạn. Bây giờ đối cái máy này nè, bây giờ trường hợp là muốn làm cái bàn hay sao? À. Và trường hợp bạn thấy trong phần group nè, cái phần view range bạn thấy nó cắt mất rồi ha, nó không thấy được trọn vẹn đúng không? Thì bây giờ ngay cái phần group á, mình sẽ nhấn chữ VR view range. Bây giờ mình nói nè, cái máy này thì giờ cái top nó là 2.3 mà nhiều khi nó cao hơn 2.3 đó. Mình cho nó cái top lên unlimited không giới hạn đi. Được chưa? Tiếp theo phần cấp lên nè, mình cắt nó, giờ cắt lên khoảng 3 mét.
apply thử coi nó thấy được trọn vẹn máy không, vẫn chưa thấy được ha, trọn vẹn máy đúng không? Này, à, cho lên khoảng 5 mét thôi coi để mình thấy được cái trọn vẹn cái máy đó. À, các bạn hiểu ý nghĩa đó, à, nhớ lưu ý cái đó. Bây giờ đối cái máy này các bạn lưu ý cho mình nè, mình lấy chuột trái cho cái máy đó ha, bạn nhấn cho mình là edit footprint. Thì lúc giờ bạn thấy nó có độ dốc đúng không? Đây nè, hình tam giác đó. Rồi lít chuột trái lên trên một cái thanh bất kỳ mình thấy độ dốc đã 30. Bạn nhấn chuột trái vô cái số đó và thay đổi nó chọn nó là 70, ví dụ vậy. Bạn nhấn enter cái và nhấn apply thử coi là gì. Lúc giờ cái máy bạn sẽ dốc lên một bên như thế này. Một cái bên cao bên thấp. Đúng không? Thì cái này dùng để chỉnh độ dốc theo từ cái mặt một nó muốn ha. Thì đương nhiên là trên này nó cao lên nên ra mặt cắt không thấy. Nhấn view rand tiếp, chỉnh cho mình nó lên khoảng 7 mét thôi. Apply là mình thấy chọn ha, vẫn chưa thấy được nữa. 8 mét do dốc cao đâu mà. Rồi. Rồi bây giờ thế nào? Mình click vô cái máy này tiếp và nhấn edit footprint tiếp. Bây giờ thế này, mình bỏ độ dốc hai bên này không rồi đi. Thì nó có khi mà click chuột trái vô nè. Nhấn control chuột trái cái nữa chọn cái đường thứ hai. Và bạn nhấn Define Slope, bỏ độ dốc đi. Rồi bạn nhấn Finish thử ra gì. Rồi kiểu máy như thế này. Là hỏng hai bên thôi. Ok ha, đây cũng một kiểu máy. Sau này ví dụ làm kiểu máy tam giác, hỏng một bên rồi sau đó đưa tường lên. Thì trong trường hợp này các bạn thấy là cái tường muốn cái tường lên trên đây luôn cái máy luôn đúng không? Có nhiều anh em có muốn cái tường lên đó, thì anh em click vô cái tường đó. À. Và nhớ lưu ý cho mình nhấn Attach Top Bay. Top đầu top lên cái máy này là giật cái tường lên trên luôn đúng rồi. Đó, cảm giác nó như thế này đó. Rồi chọn cái tường nhấn attach top bay top lên đầu top lên cái máy nhấn trái vô là xong thì sẽ ra một kiểu máy khác một kiểu tường khác à. Bây giờ ha bây giờ trường hợp mà muốn dốc cái kiểu một bên hay là dốc như bạn nói thử ha. Thì nhấn edit footprint thử nè. Thì bây giờ là mình sẽ tạm thời như thế này. Mình làm cái bằng đi. Mình bỏ hết độ dốc, mình chọn hết nha. Và nhấn trái chọn hết cái đường viền của file này. Mình nhấn Define Lock, bỏ hết độ dốc đi. Ok chưa? Mình nhấn Finish rồi cái, bạn thấy là có máy bằng. À, rồi tiếp nè. Từ đây bạn mới bỏ độ dốc thử coi, edit footprint tiếp. Mình chọn Slope Around nè. Ví dụ bạn muốn dốc theo một hướng từ đây qua đây đi. Ok ha. Thì sketch lệnh nó giống như cái phần sàn vậy đó. Lít vô. Thì bây giờ bạn thấy nè. Bây giờ mình nói là cái đây là cái style nè. Còn đây cái hit nè đúng không? Thì cái style mình là giữ nguyên. Nhưng mà cái hit của bạn tăng lên nó khoảng cỡ dù như là 1 mét. Nó thử. Apply cho. Rồi nhấn finish thử. Thì bạn thấy là nó sẽ lên. Lên nè. Đó. Ok ha, là cái nhất. Rồi còn cho Z thành lại. Bây giờ tiếp theo nè, bây giờ không muốn theo kiểu như mà dốc theo cái độ chiều cao của cái mũi tên nữa. Rồi chọn slot. Độ dốc nè. Nhập độ dốc vô khoảng dù cho nó là 30, 50 đi. Đó. Apply nó cái. Finish cái nữa. Thì cái này là theo độ dốc. Dốc cao dưới 5. Đúng rồi, edit footprint ha. Chỉnh lại cái độ dốc nó cho nó lên là khoảng cho nó 10 thôi. Rồi, ok. Apply này các 10 độ đó. Finish này các. Ha, nó là tùy theo mình cách để độ dốc hoặc là theo chiều cao của cái tạp. Đúng không? Đúng ý không? À, chính giữa đúng không? Rồi ok. Giờ cái vụ chính giữa nè. Mình nhấn lại cái máy nha, nhấn máy edit footprint. Lúc giờ bạn làm gì? Xóa cái này đi. Rồi finish lại ha. Rồi muốn cho chính giữa thì dùng nhớ cái vụ này không? Add lead line. Được chưa? Đó, lấy vô. Mình tạo được thẳng line. Đó chưa? Rồi, thì kéo thoát lệnh ha. Nhấn vô đường thẳng line đó và nhập cái cao độ lên khoảng như là cho khoảng 3 mét. Quá lỗi rồi nó bị xéo, nó bị thay đổi biên dạng. Nhiều quá. Thì cái kiểu này là theo chính giữa à.
là do cái đoạn này nó có một đoạn cong cái này nè, nên ra nó kêu nó vẽ biên dạng, nó khi nó vẽ quá nó cũng bị lỗi báo, nhưng mà nó vẫn ra hình đó, nó báo ha. Rồi gì nó như vậy, cái máy mình sẽ làm máy bạc hoặc là mình tạo máy dốc, và dốc theo điểm hay dốc theo đường tương lai là tùy mình ha. Rồi đi. Rồi bây giờ cái máy này á, chọn điểm, chọn điểm là chọn điểm. Ví dụ trường hợp thì cái máy này bạn muốn chọn thêm cái điểm như là Sbon ngay vị trí này cái. Rồi sau đó thì escape thoát lệnh, mình nhấn chuột trái lên trên này. Nếu nó hiện cái hình dáng thế này, cái mũi tên mình nó có cái hình râu đó, mình click vô cái điểm đó, gặp cái cao độ lên, cái độ lên 2 mét. Thì ngay cái điểm đó xin nhích lên 2 mét. Rồi. À, thì tùy mình muốn bỏ điểm nào đâu hoặc điện line nào đâu mình nhích lên. Rồi nhân tiện nói về cái máy thì mình nói luôn chút xíu nữa tới phần để mình can thiệp vào biên dạng máy ha. Thì nó có một loại máy nữa gọi là máy Root by Chosen nè, nghĩa là máy này nè. Thì bây giờ mình sẽ dựng một cái tường riêng đi, hay mình nói riêng thế này. Mình dựng cái tường là từ cái tầng 1 đi ha. Tầng 1 nè. Cái chân của nó bay constraint level 1 và cái top constraint nó nằm ở level 2. Đúng không? Và vẽ nó dưới dạng là rectangular như cái tường như này. Rồi, kéo tới lần. À. Kép cái lửa nha, nó còn lệnh nè. Rồi, hết lệnh. Các bạn thấy đây. Này. Bây giờ kỹ mừng vẽ cái máy uốn lượn thế này, uốn lượn ha. À. Thì muốn vẽ thì bạn lên level 1, level 1. Nhớ nha, cái tường này nằm từ level 1 đến level 2 nha. Rồi, ở đây nó sẽ có một cái gọi là cái reference land, cái mặt phẳng ảo đó. Mình lấy chuột trái này cái, nhớ chuột trái này. Tạo cho nó một mặt phẳng ảo. Sau đó mình sẽ vẽ biên dạng SP line uốn cong trên cái mặt phẳng này ha. Rồi bây giờ thế này, bạn chọn cho mình cái architect và chọn group và chọn group file chosen. Rồi nó hỏi nè, bây giờ bạn muốn vẽ cái biên dạng nằm trên mặt phẳng nào? Một là pixeland, tức là nhấn vào cái đường vào cái mặt phẳng đó đúng không? Ok nè, nhấn vào pixeland. Bây giờ rồi tiếp theo nó hỏi tiếp là bây giờ bạn muốn là nhìn theo cái hướng cao trình là từ hướng nam đi lên hay là hướng bắc đi xuống? Thì nó là từ hướng nam đi lên, nếu là lên không bình view nào cả thì nó ra cái vùng nhìn này. Nó hỏi tiếp là bây giờ bạn muốn vẽ cái máy nằm ở tầng nào, tầng 2? Rồi nhấn ok đó cả, thì nó nằm ở đây nè, sau nè, hướng nam nè, đây là nó vậy nè. Đó, bây giờ bạn dùng cái lệnh SP line, nó có một cái SP line rồi bạn nhấn uốn lượn đấy cho mình, cong lên cong xuống gì đó tùy. Rồi, vậy đi ha. Rồi escape thoát lệnh, sau đó bạn nhấn chữ finish đó. Body view bạn thấy nó như này. Rồi mình lên body view nha, bạn nóng mà kéo máy lại, kéo chỉnh lại cho nó vừa cái mép nó đó, tạm thời vậy. Rồi tiếp theo nè, ngay chỗ body view này bạn thấy là cái máy cái tường nó vẫn chưa có hợp lý đúng không, chưa theo đúng được, thì bây giờ bạn quét hết cho mình, nhấn filter bỏ hết, lấy cái tường thôi, apply ok. Và cái tường đó là sao, test top bay top đầu top lên từ cái máy à, thì lúc bây giờ nó sẽ bo cái tường theo cái máy à, thì kiểu máy này là máy gì chú sân được chưa. Rồi thì nói chung là phần máy là như vậy. Thì phần máy nó còn có một cái nữa là về vấn đề là khi vào cái, để hôm bữa sau mình nói sâu hơn về cái kết cấu bên trong của máy, cách tạo và bao nhiêu lớp của máy ha. Và tường cũng vậy luôn ha. Về cái tường thì mình nói luôn như thế này, tường thì mình sẽ nói về cái cách tinh chỉnh biên dạng thôi, còn về cái cấu tạo vật liệu bên trong mình sẽ nói sau buổi sau ha. Rồi nhân tiện nói luôn thì trong cái level 1 mở level 1 lên lại đây, level 1 đây, mình sẽ dùng một cái tường khác, anh em chịu khó mình hướng dẫn xong về xem lại ha. Rồi. Ok, cái tường. Rồi, like đi. Tường like đi.
gọi nó lại đi. Đó, nói cái tường xíu. Thì trong cái tường các bạn thấy là như thế này, và review ha. Bây giờ mình muốn can thiệp, mình muốn khoét một cái đoạn hở như thế này nè. Khoét sao? Nhấn chuột trái này nó. Và nhấn cho mình chữ Edit Profile. Và quay lên cái vị trí và chỉnh cho Badaview cũng được ha. Rồi chứ này. Đó, cũng to rồi. Rồi. Bây giờ này bạn muốn khoét một cái cửa như thế này ha. Bạn chọn cho mình chữ Split Element là mình cắt. Cắt đoạn ra. Cắt lên. Nhấn chuột trái lên cái đoạn cắt, nhấn Delete xóa đi. Ok chưa? Rồi tiếp theo bạn dùng Line nè, vẽ nè. Rồi đi. Ở đây bạn hay vẽ một cung tròn, tùy mình người vẽ cung tròn. Slide tiếp này. Scale lên ha. Rồi nhấn Finish rồi cả. Giúp giờ bạn thấy nó khoét cái tường này. Ok ha. Rồi tiếp theo. Bây giờ tiếp nào, bây giờ nhấn Edit Profile tiếp. Mình vẽ một cái cửa sổ. Hoặc là một hình khung cửa sổ hình tròn. Đúng không? Rồi nhấn Finish rồi cả. Rồi tôi cũng khoét rồi đó. Ok ha. Cái nào ạ? Cái lỗ mà chỉ là một lỗ. Nửa tường thôi đúng không? Nhưng mà tới một nửa tường thôi. Cái học trang trí. Cái học trang trí thì thường hầu như thế này là nó sẽ bị, nó sẽ có thể là cái tường đó hai ba lớp để làm cái học trang trí. Đó, thì cái tường phía trước thì nó cái lớp phía trước nó khoét lọt, lớp phía sau thì nó để nguyên cái nó độ dày của tường. Thì cái phần đó mình sẽ nói sau đó. Thì đó là cách khoét tường theo cái profile ha. Rồi có một cách nữa khoét nữa là gì, là cái khoét bằng cái lệnh là World Opening. Đây là, ví dụ nhấn trái vào trong cái tường đó và vẽ. Thì cái này chỉ vẽ được, khoét được cái hình chữ nhật đó, hình vuông thôi, chứ còn hình khác thì nó không vẽ được. Đó, chắc rồi. Thì khi bạn thì cái này nó không phải can thiệp profile mà nó chỉ là hình quét tạm thời thôi. Đó. Nhấn delete nó đi. Xóa cũng được. Và riêng cái này á, thì xóa cũng được nha. Xóa là phải vô cái edit profile mới xóa được. Đó. Ok ha. Để cái đó. Nó hai cái khác nhau vậy. Rồi một cái nữa là cái tường này đúng rồi, lưu ý như thế này. Khi mà click vô cái tường nha. Bây giờ mình quay lên cái cao trình đi. Mình mở hướng nam sao đây, hướng nam đây đối với tường nha. Mình sẽ kéo cái này ra xíu đi, rồi để nè. Khi mà click vô cái tường đó thì trong routine nó sẽ nói bây giờ muốn là gì, là nhích cái tường cái top lên trên xíu 200. Thì bạn chọn cái tường đó và bạn chọn cho mình nè. Thứ nhất là bacon trend là cái chân tường và top constraint là level 2 đúng không? Và cái offset từ tầng 2 lên khoảng 200. Apply nó cả. Thấy giật lên 200 không? Ok ha. Rồi tương tự, bây giờ muốn là gì này, cái âm xuống cái khoảng 200 thì bạn chọn cái base constraint là level 1 và cái offset nó là âm 200. Apply nó cả. Giật xuống này ha. Đó, như vậy thì bản thân cái tường nó hay giật lên giật xuống rồi tùy theo cái level mà nó muốn ha. Rồi còn một cái nữa, nó có một cái kiểu là nó sẽ tạo được cái viền của cái khung này nè, rồi cái viền gỗ bao xung quanh cái khung này nè, nó kiểu như hoặc là viền gạch gì đó tùy ha. Thì nó có cách làm cái đó, để nào mình sẽ nói kỹ hơn cái đó. Dạ đúng rồi, tôi nói đó, hoặc là khung viền cửa sổ kiểu vậy, khung viền với cửa khoét, lỗ khoét mình sẽ làm cái đó. Rồi bây giờ, ví dụ bây giờ mình muốn làm được cái viền thế này nè, thì nó có một cái lệnh nó can thiệp vào trong cái tường ha. Ok rồi, bạn chọn mình cho architect ha, architect mình chọn cho mình cái nó gọi là component model layer.
Thì cái component này á là nó mang tính chất là của cái tường đi. World. Rồi. Ok là cái. Mình tạo cái tên nó là cái viên tường. Ok. Rồi tiếp theo. Thì do cái biên tường này nó được tạo theo cái hình, tức là mình sẽ tạo một cái biên dạng nó sẽ đi theo cái đường dẫn này ha. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái lệnh gọi là lệnh switch là gì đó. Thì trong một family, chế family á, nó sẽ có những cái lệnh cơ bản. Thứ nhất là chooser là tạo khối đùi này. Blend là tạo một cái khối đùi nhưng mà nó là có hai diện tích khác nhau. Revolve là gì, một cái khối đùi, một khối đặc mà nó quay xung quanh một cái trục ha. Sweep là gì, là tạo một cái khối đặc nhưng mà nó đi theo một cái đường dẫn và theo biên dạng bất kỳ. Còn sweep plan này cũng là tạo theo đường dẫn nhưng mà hai biên dạng khác nhau. Và trong đó mình void form như là sao, tức là tạo lỗ phép. Cái này là khối đặc ha. Còn cái này là phép, cũng y chang vậy luôn, cũng là void chosen, void plan, void evil cũng vậy ha. Để đem dùng lệnh sweep. Rồi lấy sweep nè. Đầu tiên nó hỏi gì? Bạn phải chọn đường dẫn trước, được rồi, big bad. Lít vô. Và lưu ý là khi chọn đường dẫn là chọn cái đường nằm dưới đây, đừng chọn đường cung tròn nha. Để nó có mặt phẳng như mình vẽ được. Đầu tiên ha, tạo phẳng thấy không? Tiếp theo nè. Tiếp theo. Đó, mình chọn cái đường dẫn trước, big bad. Rồi mình nhấn finish nào cả. Hoàn thành đường dẫn. Tiếp theo là select raw file, edit raw file. Và nhớ lưu ý là trong môi trường của ông Badaview nha, bạn nhấn cho mình F8. Lít chuột phải, chọn cho mình cái là Orient to Fill và Orient to Blend. Và chọn một phần góc á. Và mà phần góc có tên gì? Profile Name hoặc Profile Blend. Nhớ ok. Thì lúc giờ anh đưa lên mặt phần góc như này. Discard rồi. Đó. Thì trên mặt phần góc này bạn nhìn nó hơi rối đúng không? Không thấy được cái tường, được cái khe á. Bạn chọn mình chế độ đó là Wireframe. Đó, mình thấy được cái khe đó ha. Rồi bây giờ bạn mới tạo tiếp nè. Trong cái khe này á, thì sẽ bạn cho mình cái profile của nó bằng cách này. Mình chọn cái đường viền này ha, line đi, vẽ nè. Vẽ ha. Đường viền đó. Ok, rồi đó. Kiểu thế này. Phóng to lên. Bấm này cái. Rồi. Bấm này cái. Đó, sketch thôi lại nha, từ từ nha. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp đường viền tiếp, line tiếp. Cái này mình đang tạo profile nha. Tạo rồi file. Rồi ok, chết rồi. Thì muốn tạo luôn bên đây á, thì mình sẽ dùng lệnh mirror để qua, đúng không? Mà muốn dùng lệnh mirror là phải có một cái đường thẳng chính giữa. Rồi thì muốn tạo mirror thì nó có một cách như thế này các bạn. Bạn chọn hết đối tượng này, bạn chọn dùng lệnh mirror. Thì mirror nó có hai cách. Một là bạn chọn cái đường chính giữa có sẵn ha. Pick là nhấn vào chính giữa sẵn. Hai là bạn vẽ đường chính giữa ra. Lít vô cái thằng này mirror rồi xít lít vô. Bạn vẽ rồi hẳn sketch thôi lần. Lúc giờ anh tạo một đường mirror như thế này à. Thì đây chính là hình dáng của cái profile. Rồi tiếp theo nào. Sau khi tạo profile xong rồi á, thì sẽ có phần material vật liệu á. Bạn chọn vật liệu cho mình. Vật liệu nha. Rồi ví dụ ở đây mình nói là cái wood đi. Là cái gỗ đi, mình cho cái viền gỗ đi. Mình chọn nó là cái hàng horse lorry gì đi. Rồi lấy vô. Ok. Đó, như vậy mình gán vật liệu cho cái viền này ha. Rồi nhấn finish lần cái thứ nhất, nhấn finish cái thứ hai và nhấn finish model là xong. Bây giờ bạn đã có một khung hình 3D của cái đường viền đó. Đây và nhấn xin tô bóng mình coi được cái viền. Ok ha. Tiếp theo cái nữa bạn chọn cái phần realistic. Các bạn thấy cái viền nó sẽ đẹp hơn. Ok chưa? Đó. Thì đây là cách để tạo cái viền xung quanh của cái tượng. Bởi vậy cái viền dạng viền tượng mà mình muốn chế kiểu viền dạng nào cũng được. Cái này lúc mà mình chẳng hạn như là thông tin đó.